cái người mà người ta đang hack cái Facebook của em á, người ta Uh-huh. mới login vô lại thì nó bị dăng ra rồi. Chào các bạn, cùng cô chú anh chị đã trở lại với Sức Khỏe Health Tips. Mình là My. Hello, chào các bạn. Mình là Tâm. Hôm nay mình có một chuyện muốn kể cho các bạn nghe. Chuyện này cũng hy hữu lắm các bạn ơi. Cái này là xảy ra ở Costco nha các bạn. Nó xảy ra ở Costco ở thành phố Industry, là trên quận Los Angeles á. Là chuyện mới xảy ra là có một người đi Costco shopping xong đi ra, mở cốp xe lên đang chất đồ, thì có người đi ngang chạy một chiếc xe, có một người mở cửa xe ra giật cái purse, cái giỏ xách của her. Giật không được, she vẫn còn nắm trên đó, rồi cái người đó Nhưng kéo mà đang máng à, máng cả vai hả? không không biết máng ở đâu tại vì không có video. Ồ. Mình chỉ biết là giật mà người đó vẫn còn nắm trên tay Dạ. mà kéo theo, rồi cái người đó mới chạy vô cái xe của người ta, rồi người ta đóng cửa xe lại, người ta chạy, rồi si vẫn còn bị nắm theo luôn, xong rồi nó cái xe nó giọt, Trời nó ơi. chạy từ trong parking nó chạy ra đường bên hông luôn, tổng Là cộng đang còn nắm lên cái giấy toàn tan vậy luôn. rồi nó kéo, nó drag bả luôn, nó kéo bả đi luôn Oh my God. tới 150 feet. Rồi bây giờ là lúc mà người ta ngừng lại là suy nằm bất động luôn, đầu bị damage, tại vì nó đập đầu á, phải không? Đập đầu xuống cái xi măng cái trên đường á, rồi mặt mày rồi trầy trụa hết, thì là nằm bất động không nhúc nhích luôn. Thì lúc đó người cảnh sát rồi mới đến, rồi ambulance rồi đến thì mới cứu. Thì bây giờ á thì người ta nói cái người này ok, rất là ngặt nghèo nhưng mà không có mất mạng, nhưng mà rất rất là bé. Thì người ta có interview cái người bạn của her đến, thì cái xe her cũng còn đậu đó. Bây giờ người ta phải tìm cách người ta thô đem về, tại vì Costco đóng cửa tối, nó không có cho đậu xe đó các bạn, biết không? Cái chuyện này nó xảy ra sau khi Costco đóng cửa, nhưng mà Costco đóng cửa 6 o'clock, nhưng mà cái người mà còn trong tiệm á, nó vẫn cho shopping xong rồi đi ra từ 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 từ. Thì she đi ra mấy giờ không biết, nhưng mà lúc mà she bắt đầu lấy đồ shopping bỏ lên xe thì lúc đó khoảng 6:40 chiều. Thì lúc đó nó chạy một chiếc xe, nó đi ngang có một người lái, còn một người mở cửa ra giật cái giỏ xách của her, xong rồi she nhất định she không có buông, she nắm theo, xong rồi nó làm sao con biết mà bị kéo tới 150 feet. Người ta đoán là khoảng 150 feet, Vậy có cảnh khi sát nói nào mà vậy. bà đeo vô cái bụng hay sao mà kéo dính bà vậy chứ bà không, bà buông ra À, chứ thì ai cuối mà cùng chịu vậy thì ta? bà rớt rớt ra, nó chạy mất tiêu. Phải không? Nhưng mà không biết như thế nào, Hay là cross body mình đâu chọn có, ngang cổ sao chứ còn bình thường cái tay mình giật cũng đâu có dữ vậy? tại vì cái chuyện á, nó hơi ngộ, nó xảy ra nó Hơi ghê quá cho thành ra người nên ta không có không có cái không tự không án có gì. không có đăng video, Dạ, tại vì trời ơi. cái chuyện đó nó kéo người ta lên. Còn tại nếu mà nó chiếu cái video là phải chiếu cái khúc đó, thành ra người ta không có chiếu, người ta chỉ có phỏng vấn người này người nọ vậy thôi, chứ người ta không có chiếu. Thành ra mình không có biết exactly là nó giật như thế nào, nhưng mà mình muốn nói cái câu chuyện này lên, mà nó xảy ra ở Costco, ở ở đại khái là khu Los Angeles, khu Nam Cali, cũng phải lúc nào cũng phải cẩn thận. Cái này là nó xảy ra ở thành phố Industry nha các bạn, ở quận Los Angeles. Rồi. Nhưng mà em muốn biết là cái gì đó đeo cái bóp như thế nào ha, nó không Tốt có nhất là nói nha. đừng có nên đeo ba cái đó nữa. Tới bây Vậy giờ mình là biết quá rồi, em cũng làm bao nhiêu cái video nói về những cái chuyện mà giống như những cái hoàn cảnh nó xảy ra đó, phải không? Mình cũng biết rồi, thành ra mình cũng mới nên cẩn thận. Thì cái này mình cũng nhắc lại cho mọi người tại vì là anh nghĩ coi nếu mà cầm trên tay nó giật mày bà nếu mà cái người đàn bà hả phụ nữ dạ 37 tuổi. nếu mà giật không được là người ta buông ra rồi còn nếu mà Nó có nhiều người, cross body ngang người ta giữ, em biết không? Xong rồi nó kéo thì tới một lúc nào đó người ta yếu, người ta buông ra. Thì mình không biết như thế nào. No, anh nghĩ nó lấy được cái bóp là tại vì cái người bạn của her đó đang giúp her cancel credit card đồ hết. Chứng vậy tiên hả? là cái bóp Bị nó lấy mất được, bị mất. Thì chứng tỏ là không phải cross body, hiểu nó không?
xong maybe she giữ cái cán cái handle em biết không, cái wire á, somehow nhưng mà nó she nhất định she không buông. Tâm hay là nhiều khi nó bị kẹt làm sao mà gỡ cái tay không ra, ví dụ vậy á, anh biết không? Rồi nếu mà không ra nó kéo luôn. Cái này eventually sau trên 100 feet thì là she rớt xuống. Thôi bất tỉnh luôn. Thôi thà là có gì cứ buông đi các bạn ơi. Yeah, thì mình tưởng tượng mình nên sao? cái mạng của mình là tốt nhất, anh thấy không? Thành ra mấy cái này không có đáng. Credit card bất cứ cái gì mình cũng replace được. Cái mạng mà lỡ thí dụ như bánh xe nó lăn over chân cẳng của thí dụ vậy phải không? Là tàn tật suốt đời thí dụ như vậy. Thì mấy cái này không có đáng. Trầy hết luôn á. Giải phẫu 3-4 lần rồi chưa tới đâu đó. Vậy hả? Bây giờ đang vẫn còn nặng. Chỉ có một cái là cái tánh mạng nó không có bị ảnh hưởng tới tánh mạng thôi. Nhưng còn mà vẫn còn là gọi là critical. Critical là ngặt nghèo á. Thành ra nghe câu chuyện này thấy ớn quá. Mình thấy ớn quá các bạn ơi. Giờ đừng có mang bóp nữa. Mấy người phụ nữ cẩn thận nha. Đi nếu mà đi tốt nhất được thì đi 2 người. Ở một người thì đi, nhưng mà đừng có mang bóp, còn không thì mang bóp mà mặc áo khoác ở ngoài. Zip nó lại là đâu có ai thấy được đâu. Anh đọc nhiều cái comments của cái câu chuyện này đó. Người ta nói, ô trời bây giờ vẫn còn mang bóp à. Người ta trách cái người này đó. Vậy hả? Người nước ngoài mà cũng nói vậy luôn. Nói cái người này người nước ngoài luôn. Dạ. Mà người ta cũng trách á, người ta nói biết mình cái chuyện này, tin tức nó đăng nhiều lần đó. Thành ra người ta nói, trời biết thời bây giờ mà còn mang bóp nữa. Nó chỉ có mang cái gì nhỏ nhỏ bỏ trong túi, đủ tiền cho xài credit card, ID rồi vậy thôi. Đúng rồi. Giản dị thôi. Chứ đừng có nên mang bóp mang đồ nữa. Không có đáng anymore. Mà bây giờ có thể xảy ra bất cứ lúc nào, phải không? Anywhere, ư vai rồi tùm lum những cái chỗ sang gì cũng bị nữa chứ không phải. Đúng rồi. Mình nghĩ gì khi khu của tôi không bị mà có đâu biết được. Cái khu sang lại càng bị tại vì khu sang có tiền. Dân có tiền. Mà các bạn có biết không, bây giờ hai cái người đó giờ nó chưa tìm ra được là ai. Mà các bạn cũng hiểu là loại người gì. Mà nó không có mấy cái đài nó cũng không có nói là cái người đó, tự hiểu là được rồi. Mà các bạn biết bao nhiêu chuyện xảy ra cướp giật này nọ là nhóm người nào, các bạn hiểu rồi. Cái câu chuyện này các bạn là mình tìm hiểu được của cái đài KTLA ở trên Los Angeles đó các bạn. Nếu mà các bạn nào muốn coi cái bài original bằng tiếng Anh thì các bạn vô KTLA nha. Có cái video cũng rất là chi tiết. Nhưng mà không có video quay cướp giật, chỉ có nói thôi. Yeah, chỉ có interview bạn của cái người đó và phỏng vấn lại, người ta kể lại chuyện gì xảy ra thôi. Nhưng mà nghe mình thấy cũng sợ anh hả? Nhưng mà anh thấy không, credit card nếu mà nó có lấy đi nữa thì mình cũng đâu bị mất gì đâu, cho nên đâu gì đâu mà phải ghi. Chỉ có tại mình đem tiền mặt hay là mình đem gì trong đó đó, mình sợ mình mới ấy thôi. Cho nên em nghĩ đừng nên đem gì theo. Đúng, nhưng mà cái đó nhiều khi người ta không có suy nghĩ, phải không? Tại vì người ta muốn protect cái đồ của người ta thôi. Người ta không có suy nghĩ. Giống như mấy cái vụ mà nó cướp mình này nọ, người ta nói nếu mà mình có cơ hội á, mình lấy cái bóp mình giục xa ra. Đúng để rồi. Cho nó chạy tới, nó lấy cái bóp thì nó đây mình chạy mất tiêu. Nó đâu có care gì mình, nó chỉ muốn tiền của mình thôi. Nó muốn cái bóp, nó muốn credit card vậy thôi. Thành ra những cái đó nhiều khi không có đáng thì mình để đi rồi sau về nhà tính sau. Đúng rồi, tại vì credit card bây giờ cho nó xài gì đi nữa, mình về mình cũng gọi, mình cancel được hết. Cái đó thì mình có police report đồ này nọ thì mình đâu có chịu trách nhiệm. Nhưng mà đừng có nên đem theo thẻ nhà băng nha các bạn, hả anh hả? Thẻ nhà băng có pin rồi thì cũng ok, nhưng mà lỡ đại khái là nên limit. Bây giờ limit những cái gì mình đem theo người mình. Lỡ cái gì có mất, nó mất ít thôi. Thí dụ như một thẻ thôi, xong rồi cái ID, thí dụ như lỡ nó có mất, mất cái thẻ đó, còn mấy cái thẻ kia ở nhà, thí dụ như để coi cho mình có. Chứ không là phải nguyên cái bóp có 5-6 cái thẻ, phải gọi cancel all. Em biết không? Xong rồi trong cái thời gian đó nhiều khi mình không có thẻ để mà xài, thí dụ như vậy. Nếu như mà mình có cô kia nói sao anh biết không,
Bữa hổm hồi lâu rồi, cổ nói cổ mất credit card mà cổ không nhớ credit card của cổ hãng gì nữa anh. Có bank statement. Thì bởi vậy, rồi cái con em mới nói vậy là mỗi tháng gửi tiền về cô trả đó, cô lấy ra cô nhịn. Cái cổ nói ừ ha, tại vì... nhiều khi không nghĩ ra. Ở vậy, cổ chỉ trả thôi mà cổ không để ý anh. Nó là nhiều khi lâu cứ quen quá rồi. Yeah. Không, tại hồi xưa là ông xã cổ trả, sau này ông xã cổ mất rồi, cái con mình cổ không có take care. Rồi cái lâu lâu cổ mới nói cổ trả một lần, cổ quên, cổ không nhớ, tội nghiệp không? Bởi vậy mình mới sẵn đây mình nhắc á, thời bây giờ nó muốn mình làm mấy cái bank statement rồi này nọ đó, nó muốn mình làm là paperless. Yeah. Có nghĩa là nó gửi mình cái email, có cái statement, rồi vậy thôi. Thì có nhiều người nói á, nếu mà được mình nên vẫn còn giữ paper statement. Tất nhiên là gửi thư đến nhà. Để có gì các bạn biết không? Để mà mình review những cái line item á, nó dễ hơn. Trên online nhiều khi mình nhìn sơ 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 cái mình không chú ý. Còn cái tờ giấy á, mình nhìn mình coi coi, ô cái hàng này, ô tôi đâu có mua cái line này. Hay là bị double charge. Yeah. Ví dụ vậy đó. Yeah. Thì mình có cái paper document thì dễ hơn. Trong cái đó thì mình giữ nó. Thí dụ như cái đó đi, một năm chỉ có 12 cái chứ đâu có bao nhiêu các bạn. Yeah. Ừ, thí dụ như đó. Thành ra nên nếu mà được á, là làm paper statement để mình giữ, mình làm cái record của mình luôn. Yeah. Xong rồi cái năm 7 năm sau mình không thích nữa thì mình bỏ cho cái shredder đó, mình làm cho nó thành dụng hết, mình bỏ vô thùng rác thôi. Đúng rồi. Yeah. Yeah, mà mình nên xài credit card đi, đừng có xài debit, đừng có xài gì nữa hết. Yeah. Yeah, no, có nhiều người người ta không có hoàn cảnh người ta xài credit được, em cũng phải thông cảm. Thì đúng rồi. Yeah, nếu mà có cơ hội được thì nên xài credit better. Có gì thì mình protect mình tốt hơn. Yeah. Các bạn biết không, cái chuyện này nó xảy ra ở Costco thì mình thấy cũng hy hữu, mà sự thật á, bất cứ các bạn đi shopping à, bất cứ ở đâu, đại cái là shopping mall, bất cứ những cái chỗ nào đi shopping là cái cơ hội nó xảy ra rất là nhiều. Thành ra mình bây giờ phải cẩn thận bất cứ chỗ nào nha các bạn. Đừng có nên để nó xảy ra cho mình. Trong khi đó mình biết thì mình bảo vệ được là tốt nhất. Cái đó là thà như là prevent còn đỡ hơn là nó xảy ra rồi mình lúc đó mình mới correct. Lúc đó là too late các bạn biết không? Cái này là chuyện nó xảy ra too many times. Đúng. Nhiều lần quá rồi. Yeah. Ok, yeah. Rồi chị nhắn thâu rồi đó. Em nói á, nếu mà ai mà bạn bè của My á, mà gửi Facebook cho My á, mà nói là làm ơn bình chọn giùm cháu tôi hay chỉ tôi gì đó thì thi người đẹp qua hậu hay người mẫu nhí hay bất cứ cái gì á, thì nó có cái link mình bấm vô á, thì nó sẽ kêu mình điền cái Facebook của mình với password, rồi mình chọn cho cái người đó để đậu giải, để mình giống như mình giúp bạn bè của mình vậy đó. Thì cái đó là nó lừa đảo không? Thì sau khi mà em chọn xong á, thì là cưng nhắn vô cái link luôn hả? Ừ, tức là chị gửi cái link nó qua, tại vì cái link đó mình mới biết là người mẫu đó là cháu của chị hay là mình chọn cái gì cho ai. Ồ. Oh. Hiểu không? À. Mình tại vì mình đâu có quen với cháu chị là ai đâu. Dạ. Thì mình cứ tưởng là cháu chị thiệt, chứ thật ra nó không phải, chỉ là nó lừa đảo thôi. Đó, tại vì cái Facebook của chị là bị đăng, người ta đã lấy cái password của chị rồi. À. Ừ. Thì khi mà em cũng vô tình em mới thấy vậy, mình cũng thân với chị cho nên mình cũng muốn giúp người ta, mình chọn giùm, thì mình bấm vô, mình vừa bấm password xong cái không thấy khỉ gì chứ, không thấy thì mình chọn, nhất là mình chọn cái người đó xong rồi bấm ok xong cái là im ru, nó không thấy gì hiện ra chứ. Ủa mà khi cưng nhắn vô cái link là nó kêu cưng nhắn lại password Facebook của cưng hả? Password với Facebook rồi cưng cũng nhắn vô luôn với lại... Ừ, bắt gọi, tại vì mình chọn thì mình phải cho người ta biết là mình là người nào, thì mình chọn nó mới đúng chứ, hiểu không? Oh. Ờ, chứ đây chứ là giờ mi nói mình chọn mà ta không biết mi là ai trơn, hay là mà này nọ sao ta biết được, thì mình cứ vô tình mình cứ nghĩ như vậy cho nên mình mới điền cái Facebook của mình vô đó. Thì sau khi điền xong thì nó lấy bắt gọi của em, cái khoảng chừng nửa tiếng sau gì đó thì cái chị mà bị hack Facebook á, chị mới nhắn tin cho em, chị mới nói là My ơi, bây giờ Facebook của chị nó bị hack rồi đó. Thì em mới quảng hồn, em nói cha, vậy là cái vụ bình chọn này là nó hack của chị, xong rồi nó mới gửi cho mình để nó lấy password của mình. Thì em mới vô Facebook của em kiểm tra, em mới đổi password Facebook của em liền, hiểu không? Khi mà mình phát hiện xong á là mình phải đổi password Facebook của mình liền. À.
Ừ thì cái lúc em đổi xong thành công rồi ha, thì nó mới nói với em là hiện tại Facebook em đang có hai ba người đang login vô, hai ba chủ. Wow, vậy thấy ghê vậy. Tức là em login trên cái điện thoại của em đang xài thì không nói đi, nhưng mà có một người nó login ở đâu bên Việt Nam, ở Buôn Mê Thuột gì này nọ vậy đó, nó đã từng login vô cái máy đó đó. Thì em mới bấm, tức là mình yêu cầu, nó có cái mục cho mình yêu cầu là kêu Facebook lock out hết tất cả những cái nick khác ra, mình chỉ chừa lại cái Facebook của mình trên cái điện thoại chính thống của mình thôi. Tại vì cái điện thoại của mình á, là nó có số điện thoại của mình, email của mình, cho nên nó verify được. Đúng không? Còn những người khác là người ta đang dùng cái password của mình để người ta login vô á, thì khi nó log ra rồi người ta login vô không được nữa, bởi vì á, em mới vừa đổi password rồi. Đúng không? Thì em đổi password xong là em login, em log out hết những cái máy của những người khác, em chỉ chừa lại cái điện thoại của em thôi. Thì sau đó em mới biết không, cái qua ngày hôm sau, cái người mà người ta đang hack cái Facebook của em á, người ta mới login vô lại thì nó bị văng ra rồi. Tại vì người ta thấy password của mình, người ta tưởng là có password người ta vô được, nhưng mà người ta đâu có biết là em đã đổi password. Thì người ta login vô không được, người ta tức, người ta bấm là change password, thay đổi password một lần nữa. Nhưng mà mỗi lần mới thay đổi password á, thì Facebook nó sẽ gửi về cái email của cái người chủ đã đăng ký ngày xưa là em. Nó báo cho em biết là bộ có phải bạn mới vừa muốn thay đổi password hay không. Nên Em sao? mới biết, à thì em mới kêu là không, em trả lời là không. Tại vì nó gửi qua email của mình lại. Dạ. Tức là nó nói là bạn có phải bạn đang cố gắng thay đổi password hay không, mà em đã thay đổi password là thay đổi ngày hôm trước rồi, có nghĩa là một hai ngày trước rồi, thay đổi là nó thành công rồi đó. Thì tự nhiên ngày hôm sau nó gửi email nữa, nó nói là có phải bạn đang cố gắng thay đổi password hay không. Thì em mới trả lời bấm reply lại Facebook là không, không phải tôi đó. Là em biết là cái người mà đang hack cái Facebook của em là người ta có password của em rồi, cái người ta muốn login vô lại, nhưng mà ta không ngờ là em đã vừa đổi password mới nữa, người ta không có vô được, thành ra em thấy nó an toàn. Tức là sau này có bị hack bị gì là mình phải đổi password liền. Mà có cái chị bạn em á, chị nói tao thì tao đâu có rành công nghệ hay là sử dụng mấy cái này đâu, Facebook nhiều khi người này người kia tạo giùm cái rồi xài hoài vậy đó, tao đâu có biết làm Đúng sao rồi, để người tạo ta không password có hay bao là giờ mà check email gì hết trơn luôn, nhiều người không có check email. thì đúng rồi. Vô Facebook của mình là nó cần làm gì? Ví dụ như vô Facebook của cưng là nó cần làm gì hả? Next step Nè, nó là làm gì ta? nó vô cái bắt đầu nó lấy Facebook của mình, nó mới nhắn tin cho những cái người trong clip bạn của mình á, nó mượn tiền nè. Cái chị bạn em á, nó vừa vô Facebook của chị xong nó hack được rồi nha, cái đầu nó gửi cho chị của chị, nó kêu là chị chỉ gửi qua cho chị 7 triệu đi. Cái bà chị bà cũng gọi điện cho chị để bà confirm, nhưng mà bà gọi không được, bà gọi cái nó cứ cạt máy hoài à đó. Cho nên chị tưởng là cái bà chị á, bà mới tưởng là chắc con em mình nó cần gấp quá, cho nên ra gửi 7 triệu liền, bị mất 7 triệu rồi kìa. Bà chị ở bên Việt Nam, bà gọi cho cái bà chị em của chị là bạn của em đó, gọi để hỏi coi mày có phải mày kêu tao gửi tiền cho mày hay không, thì nhưng mà gọi không được, tại vì gọi bằng bằng Facebook Messenger thì nó bị hack rồi, cho nên gọi nó không có liên hệ được. Thì chị mới sợ cần gấp cho nên chị mới chuyển trước 7 triệu. Tội Chuyển nghiệp không? xong rồi cái bắt đầu khoảng vài tiếng sau, một hai ngày sau đó, chị mới không gọi được, chị mới gọi cho một đứa khác là cousin của cái chị đó, có nghĩa là bà con của người ta trong gia đình đó, thì gọi được. Chị mới gọi cho cái người cousin đó, nhờ cái người cousin đó gọi cho cái chị bạn em ở bên Úc này. Người bà con á ha, gửi người bà con. Có nghĩa là chị em bà con với nhau đó, thì cái người cousin đó cũng đang ở bên Úc luôn, thì người ta mới lấy cái điện thoại người ta gọi thẳng cho cái chị bạn của em ở bên Úc này luôn. Thì gọi nói là kêu chị này gọi về bển lại đi, bà chị kêu bà nhắn vậy đó, gọi về Việt Nam. Thì lúc đó chị này gọi về Việt Nam, cái chị bên Việt Nam nói mày mới kêu tao gửi cho mày 7 triệu á thì nọ, cái chị này chỉ đâu biết trời đất, cho nó trả đâu có đâu, em đâu có thiếu tiền gì đâu mà người kêu gửi, bà kêu bà gửi mất mẹ 7 triệu rồi. Rồi thôi, mình xin dừng ở đây nha. Mình cảm ơn các bạn cùng cô chú rất là nhiều đã xem đến hết video này luôn. Mình chúc cho các bạn luôn vui khỏe và mọi chuyện luôn được bình an đến với gia đình của mình nha. Nếu các bạn thấy video này hay, có hữu ích thì nhấn share,
chia sẻ cùng bạn bè và người thân giùm My. My chào tạm biệt các bạn. Bye bye.